Đây là bữa cơm trưa của mái ấm mẹ đơn thân Hồng Đường Tô Ký đây cả nhà. Hôm nay con ăn cá tiêu hồng kho kho cái gì nhỉ? Kho củ riêng. Nào, ui. Cầm luôn anh Thảo. Tự thức ăn hết rồi. Đúng rồi. Ăn cái nào quặn cái đấy nha, không được bới lung tung ra xong nó nát hết. Bạp ơi. Thằng heo nó lấy thuốc này. Nó cứ lấy thuốc miếng kìa. Bỏ lẹ. Cơm đi. Ăn cơm đi con, ăn nóng đi. Ăn đi cơm đi. Mày không ăn cơm không? Đấy cho mày ngồi đi mày ăn. Thằng heo nó lấy thuốc của mày nó nghỉ cả. Cắt rồi đâu mà không chó mày cái này. Khéo hóc nha. Cho nó ăn cá sợ lắm. Ăn đi con này. Rong hóc đây, lấy cái nạc ăn đấy. Ăn cơm đi. Cò có ăn được không cò? Anh làm mấy tốp lận? Anh làm 3-4 tốp. Bao giờ cho mấy đứa bé này ăn trước? Cô ăn cơm đi. Hả? Cơm đi cho nó. Ăn đi cho nó xong bữa. Cảm ơn chị, em về luôn. Ừ, dạ. Về nhé, cảm ơn cô nhé. Dạ. Về em còn đi làm để mình cơm. Cảm ơn nhiều nhé. Ăn đi cho xong bữa để dọn luôn. Heo, chồng heo bảo nó phá rồi. Heo, ra đây heo ơi. Đây mẹ heo ơi, đi chơi đi. Đi chơi đi. Đây đây này, cho heo này. Ăn cho xong bữa này. Chị kia ăn chưa? Có. Ăn trước rồi. Lấy bà ngồi ở giữa xong bà canh chừng tụi nó ở tôi đấy. Thằng béo coi chừng nó đánh đổ hết á. Đấy em không ngồi cho bên này. Không ai để đây. Quà không ăn cá, quà cũng chan nước không à. Cá siêu hồng kho kiểu ngoài Bắc kho giềng á. Nhưng mà không dám cho ớt mẹ nó đâu. Con ăn ớt đâu. Ớt đầy kìa, trong tủ lạnh nhá. Cẩn thận nhá. Ớt trong tủ lạnh nhá, tủ đông á. Khéo hóc. Ăn cẩn thận nhá. Hóc là tiêu đời luôn á. Dưa chua chấm như ấy này. Ăn được không? Ăn được.